Xin chào tất cả mọi người đã trở lại kênh Ốc Bu Đen hay là kênh Rùi và Ốc Lê Minh của mình lúc trước. Thì hôm nay Ốc Bu Đen quay cho cả nhà coi cái quá trình ấp và chuẩn bị cho vụ đông xuân 2022-2023. Thì như mọi người thấy trước mặt đây ha, trước mặt đây là những cái gỗ ấp trứng nha. Đây, mình ấp 2-3 tầng rồi ha. Thì trung bình mỗi gỗ này khoảng 1 kg trứng tới 1 kg gử. Có ổ gỗ 2 kg. Tùy ha. Nó không sụp xuống rồi. Lấy lên nó không sụp xuống rồi mà cả nhà. Đây, dưới. Thì ở đây thì cái gỗ này là nó xám rồi. Nó xám rồi và có số trứng nó nở rồi. Cả nhà. Chịu khó mình sắp lại đây nha, đây cái trứng ốc này nó đóng thành rau câu rồi nè. Đó, này bữa hai bữa nữa bắt đầu nó sẽ nở. Đó, còn số này là mình mới lụm ấp sau này. Thì trứng mình là phần này là trứng đẻ cũng số cái cặp mé nên mà lụm thì ở không thì mình có rửa nhẹ cái nên nó sạch hơn ha. Còn trứng bên đây là bữa đầu rảnh thôi, mình cứ để vậy, cứ để đại bình thường, tự nhiên nó cũng vẫn nở bình thường mà hơi dơ một chút chứ không gì hết. Thì con số con đều cũng bắt đầu nở rồi, thì như cả nhà thấy ở đây mình ấp thì mình ấp sẽ số lượng thôi. Hiện tại ở đây còn khoảng chừng 10 kg. Thì ở đây là ba cây này là khoảng 7 kg, bên kia mình ấp thêm 3 kg nữa, mấy nay cũng lên 2-3 kg mình ấp trong nhà nữa. Thì hiện tại mình đang cố gắng tới tháng khoảng hết tháng này, tháng 7 rồi, tháng 8, hết tháng 8 là cuối tháng 8 hoặc chậm nhất là đầu tháng 9 là mình sẽ kết thúc chương trình thả giống cho năm nay. Đặng có gì con mình sẽ kịp thu hoạch cho khoảng Tết, thu hoạch ốc thịt. Và sau Tết mình sẽ có một cái lứa ốc giống và trứng cho bà con mình cho năm 2023. Thì trứng này hiện tại là trứng của nhà mình. Và mình chuẩn bị lên trại khác mình lấy trứng về để mình pha vào để thả con giống chung để đổi đầu giống ha. Tại vì trứng mình pha đổi liên tục, không có để con giống mà bị trùng lập ha. Nếu con giống trùng lập thời gian lâu thì con ốc mình nó cũng không sinh trưởng phát triển tốt mạnh nữa, nên do vậy mình cứ đổi đầu giống hàng năm. Bà con mình yên tâm đến với Ốc Bu Đen ha. Con giống Ốc Bu Đen là chuẩn bị cho bà con sẵn sàng từ khâu hậu bị cho tới chọn lọc ha. Mình bắt đầu mình chọn lọc từ cái trứng, từng trứng cho tới con giống và sinh trưởng phát triển, rồi sau đó mình mới chọn lại lọc lại bố mẹ để cho ra cái trứng nó tốt nhất cho bà con mình. Khi bà con mình thả nuôi nó sẽ nhanh lớn và nó phát triển gần như là đồng đều với nhau ha. Khi mà con ốc mình á, nếu mà mình không thay đổi cái giống thường xuyên và hàng năm như vậy á, chọn lọc không tốt á, thì đưa cái con giống và trứng ra thị trường nó sẽ yếu đi, mà con mình nuôi nó không đạt hung, thì như thế thì ốc Bu Đen không có hài lòng. Ốc Bu Đen thì cố gắng mọi cách để làm cho con giống mình được hiệu quả và tốt nhất. Đây nè, bà con thấy ốc Bu Đen giống ốc Bu Đen không? Con này là nở xuống là được 2-3 bữa rồi nè. Mà mình không có cho ăn gì hết, chỉ có thảy mấy miếng mướp vô đây thôi mà nó bu theo mướp, bữa có bữa không nữa. Thì nó hiện tại nó vậy, tại vì ốc Bu Đen đang để nó ra cho nó lớn một chút và đồng đều với nhau, rồi bắt đầu mình sẽ thả một lượt một, thả một lượt một. Do đợt này ở đây ốc Bu Đen
ruộng lúa người ta cũng bỏ vụ á, rồi ốc bươu đen sẽ tận dụng thả lên ruộng lúa luôn. Đê lại thì thả lên ruộng trực tiếp lên ruộng. Sau 3 tháng thì mình sẽ tham khảo khi nào ốc bươu đen thả lên ruộng mình thì ốc bươu đen sẽ cho bà con mình xem ha. Do hôm nay cũng bận công chuyện nên không có thời gian ra clip cho bà con coi. Mong quý anh chị quý bà con thông cảm. Thì hiện tại ốc bươu đen vẫn cung cấp trứng và con giống đều đều nha. Bà con nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với ốc bươu đen. Ốc bươu đen cung cấp quanh năm. Không, nói chung là lúc nào mình cũng có hết, cũng có nguồn trứng và con giống hết. Hiện tại thì ốc bươu đen đang có 3 cơ sở để sản xuất con giống rồi. Hả? Nên bà con cứ yên tâm ha, số lượng cũng có luôn. Khi bà con mình đặt số lượng nhiều thì cứ vui lòng liên hệ thông tin bên dưới thì có giá cả cho bà con mình hết ha. Cảm ơn quý anh chị và biết bà con đã luôn đồng hành và theo dõi ốc bươu đen trong suốt quá trình già quang qua. Thì tuần tới có thể ốc bươu đen sẽ quay cho bà con một số loại thức ăn giàu dinh dưỡng cho con ốc bươu đen ha. Cảm ơn bà con đã quan tâm.